Một mùa hè đã trôi qua và một năm học mới đã tới. Đây cũng là một năm học đầy khó khăn và đáng nhớ với các em. Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp mà cô và các em không thể gặp nhau tại trường được, đành phải gặp nhau bằng cách học trực tuyến này. Đây cũng là năm đầu tiên mà lớp 6 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào năm đầu cấp, nhưng cô mong rằng các em sẽ tự tin, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Trước tiên, cô xin tự giới thiệu, cô tên Mai Trâm, sẽ giảng dạy môn công nghệ cho các em trong năm học này. Trước khi đi về bài học ngày hôm nay, cô sẽ nói sơ qua về cách học môn công nghệ. Đối với hình thức học trực tuyến thì các em sẽ biết đâu là trọng tâm để ghi bài thì cô có các ký hiệu sau. Đầu tiên sẽ là nền xanh như slide cô đang trình chiếu. Thứ hai là các em sẽ thấy được một em học sinh cầm bút viết như slide. Thứ ba là sẽ có cả hai yếu tố trên. Khi các em thấy những ba yếu tố này thì các em sẽ tự động viết vào tập. Hình thức viết như thế nào thì đối với những tiêu đề chương, bài học hay những tiêu đề la mã thì các em viết cho cô bằng mực màu đỏ. Còn đối với những mục nhỏ, A nhỏ, nội dung của bài học thì các em có thể viết bằng mực xanh, mực tím, mực đen. Trong phân môn công nghệ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 4 chương. Trong buổi học hôm nay thì các em sẽ đi vào tìm hiểu chương đầu tiên, đó là chương 1, nhà ở. Trước khi đi vào bài học thì các em hãy quan sát 6 hình trên và ghép các tên sau đây vào hình mà em cho là tương ứng. Đầu tiên, bưu điện Hà Nội. Thứ hai, nhà sàn. Thứ ba, nhà liên kế. Thứ năm, chùa Một Cột. Thứ sáu, nhà biệt thự. Thứ bảy, chợ Bến Thành. Sau khi quan sát hình xong thì các em sẽ thấy đây là một kiểu nhà hay xuất hiện nhất ở miền núi cao. Đó là kiểu nhà, nhà sàn. Tiếp theo, trong 5 hình còn lại sẽ có một hình được công nhận làm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đợt đầu tiên năm 1962. Theo em, đó là hình nào trong 5 hình vừa rồi? Đó là hình số 2, chùa Một Cột. Tương tự ở hình số 3, các em có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh, tạo nên vẻ đẹp sang trọng. Như vậy thì nó sẽ phù hợp với tên nào trong 4 tên còn lại? Tương đối dễ phán đoán đó chính là nhà biệt thự. Đối với hình số 4 thì những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh không thể nào không biết đến được. Đây là một địa điểm nổi tiếng và thu hút khá nhiều khách nước ngoài tham quan. Đó chính là chợ Bến Thành. Hình 5 là hình tương đối dễ vì trên hình đã thể hiện luôn đáp án của nó. Đó là Bưu điện Hà Nội. Hình cuối cùng sẽ tương ứng với chữ cuối cùng. Đó là nhà liên kế. Đây là một kiểu nhà san sát nhau và liền nhau như thế. Người ta còn có tên gọi khác, đó là nhà liền kề. Vậy theo như các em trong 6 hình trên thì hình nào thuộc nhóm nhà ở? Chúng ta có thể thấy được sẽ có 3 hình ảnh thuộc nhóm nhà ở, đó là nhà sàn, nhà biệt thự, nhà liên kế. Vì sao mà người ta sắp xếp như thế thì cô và các em cùng nhau đi tìm hiểu bài 1, nhà ở đối với con người, tiết 1. Quan sát hình ảnh các em cũng có thể
Thấy được, đây là những mảnh đời bất hạnh không có nhà ở. Chúng ta có thể thấy cuộc sống sẽ rất cơ cực, khốn khó khi không có nhà ở. Vậy thì để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của nhà ở đối với chúng ta, thì chúng ta đi tìm hiểu về phần 1 La Mã. Vai trò của nhà ở. Trong phần 1 La Mã này thì quan sát cho cô chính hình ảnh trên và cho cô biết yếu tố nào ảnh hưởng tới nhà ở. Như các em thấy thì sẽ có hai yếu tố ảnh hưởng tới nhà ở. Yếu tố đầu tiên là yếu tố từ bên ngoài tác động vào, như thiên nhiên và môi trường. Yếu tố thứ hai đó là sự tác động từ bên trong, đó chính là các sinh hoạt của con người. Tương tự đó, cho cô biết bốn hình sao đang mô tả những hiện tượng gì bên ngoài ngôi nhà. Như các em có thể thấy, hình A là hiện tượng nắng, hình B sẽ là hiện tượng mưa, hình C sẽ là hiện tượng sấm sét, hình D sẽ là hiện tượng tuyết rơi. Vậy nhà ở sẽ giúp ích cho chúng ta khi xảy ra những hiện tượng trên. Nhà ở sẽ là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường. Tuy nhiên, cần lưu ý, đó là những hiện tượng bình thường mà nhà ở giúp chúng ta tránh được. Còn đối với những hiện tượng như gió bão, lũ lụt, động đất, thì theo như các em, nhà ở có giúp chúng ta tránh được những hiện tượng trên hay không? Câu trả lời là không, vì đây là hiện tượng cực đơn của thiên nhiên thì nhà ở của chúng ta không thể nào chống đỡ được. Và đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì nhà ở còn có một tầm quan trọng rất cao đối với chúng ta. Đó là nhà ở giúp chúng ta tránh được những tác hại bên ngoài, hạn chế được tiếp xúc với người lạ và hạn chế được mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, hạn chế được sự lây lan sang cộng đồng. Theo các em có thể quan sát hình ảnh và cho cô biết các hoạt động đang diễn ra trong hình. Hình A là một cô bé đang ngồi học bài. Hình B là hình ăn uống của gia đình. Hình C là một cậu bé đang nghỉ ngơi. Hình D là cả nhà đang giải trí xem TV. Đây là những hoạt động thiết yếu của con người. Để kiểm tra xem các em đã nhớ được những gì thì cô có một câu hỏi điền khuyết dành cho các em. Các em hãy điền vào chỗ trống đáp án mà các em cho là tương ứng với vị trí trống. Đầu tiên, nhà ở là nơi chấm chấm của con người. Theo em, nhà ở là nơi như thế nào với con người? Đó là nơi trú ngụ của con người. Tiếp theo, sẽ giúp con người như thế nào đối với những ảnh hưởng xấu? Đó là bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của cái gì tác động vào nè? Của thiên nhiên, môi trường. Tương tự đó thì nhà ở là nơi. Nhà nơi chúng ta làm gì cho các nhu cầu nè? Là nơi đáp ứng cho các nhu cầu. Nhu cầu nào hàng ngày của các thành viên? Đó là nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Đối với phần 1 La Mã thì sẽ có hai phần các em cần nhớ và ghi bài.
Sau khi đã tìm hiểu xong vai trò của nhà ở thì chúng ta sẽ đến với phần 2 là mã đặc điểm của nhà ở. Trong phần 2 sẽ có hai nhỏ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một nhỏ cấu tạo chung của ngôi nhà. Các em hãy quan sát hình 1.3 trong sách giáo khoa và hoàn thành phiếu học tập số 1. Các em có thể xem sách hoặc xem hình trên slide cô đang trình chiếu cũng được ha. Đối với phiếu học tập số 1 thì sẽ có 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, phần nào của ngôi nhà nằm dưới lòng đất? Dựa vào hình thì theo như các em, hình nào của ngôi nhà sẽ nằm ở dưới lòng đất? Đó là phần móng nhà. Tiếp theo câu hỏi số 2, bộ phận nào che chở cho ngôi nhà? Các em nhìn hình và trả lời cho cô biết. Đó là bộ phận mái nhà. Câu cuối cùng, thân nhà gồm những bộ phận chính nào? Thân nhà sẽ gồm tường nhà, sàn nhà, cột nhà và dầm nhà. Vậy là các em đã hoàn thành xong phiếu học tập số 1. Vậy từ đó hai sẽ đúc kết cho cô lại cấu tạo chung của ngôi nhà. Sẽ gồm 3 phần cơ bản. Đầu tiên đó là phần móng nhà. Phần móng nhà thì sẽ nằm sâu dưới mặt đất, có nhiệm vụ chống đỡ cho các bộ phận bên trên của ngôi nhà. Phần thứ hai, đó là phần thân nhà. Phần thân nhà sẽ gồm các bộ phận nằm trên mặt đất tạo nên kiến trúc của ngôi nhà, như cột nhà, tường nhà, sàn nhà, v.v. Cuối cùng, đây là phần mái nhà. Phần mái nhà có công dụng như thế nào? Đó là làm là phần trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới của ngôi nhà. Các em có thể ghi bài ha. Sau khi đã biết được cấu tạo chung của ngôi nhà thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần bên trong của ngôi nhà để tìm ra các khu vực chính trong nhà ở. Sau đây cô sẽ có một trò dành cho các em, đó là nhìn hình đoán khu vực. Dựa vào hình, em hãy cho cô biết đây là khu vực sinh hoạt nào trong gia đình. Đây là khu sinh hoạt chung. Thông thường nhà ở các em có thể thấy khu sinh hoạt chung sẽ bao gồm luôn nơi tiếp khách, nơi giải trí, nơi vui chơi. Thông thường khu sinh hoạt chung sẽ thoáng mát, đẹp và rộng rãi. Còn đối với hình 2, đối với hình này thì không cần suy nghĩ, chắc các em cũng biết đây là khu vực nào trong gia đình rồi nhỉ? Chính là khu vực vệ sinh. Trong khu vực vệ sinh sẽ bao gồm luôn nơi tắm giặt, nơi phơi đồ, nơi vệ sinh và làm các vệ sinh cá nhân khác. Còn khu vực nào trong gia đình? Như các em thấy, đây là một khu vực sáng sủa, sạch sẽ và đi kèm với các loại dụng cụ và đồ dùng làm bếp. Kế bên còn có một bộ bàn ghế. Thì các em cũng đã đoán được phần nào đây là khu vực gì. Đó là khu vực bếp. Thông thường thì khu vực bếp trong gia đình chúng ta thường kết hợp với nơi ăn uống và nơi nấu ăn gần nhau, chứ không tách ra riêng biệt làm hai nơi và cách xa nhau. Còn đây, theo em là khu sinh hoạt nào trong gia đình?
Em có thể thấy đây là khu vực mà chúng ta muốn đặt chân vào nhất sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi và vất vả. Đó chính là khu vực nghỉ ngơi. Ở một số gia đình chúng ta sẽ thấy khu vực nghỉ ngơi sẽ được đặt riêng biệt và yên tĩnh. Trong khu vực này sẽ có một số hộ gia đình sẽ đặt góc học tập hoặc góc làm việc ở bên trong để thuận tiện cho việc hoạt động. Cuối cùng, nhìn hình các em cũng có thể đoán ra được đây là khu vực thờ cúng. Khu vực thờ cúng thường dùng để thờ cúng những tổ tiên tôn giáo của mình. Thông thường, khu vực thờ cúng được đặt ở một nơi trang trọng, sạch sẽ. Còn đối với những hộ gia đình nhà trệt thì chúng ta có thể bố trí gắn trên tường hay trên góc của phòng ngủ hoặc phòng khách đều được. Tóm lại, ở trong nhà ở của chúng ta sẽ có 5 khu vực chính. Đầu tiên đó là khu vực sinh hoạt chung. Thứ hai là khu vực nghỉ ngơi. Thứ ba là khu vực bếp. Thứ tư là khu vực vệ sinh. Thứ năm là khu vực thờ cúng. Các em có thể ghi bài. Tóm lại, để tổng kết bài học hôm nay thì cô có câu hỏi luyện tập dành cho các em. Trong nhà ở một vài khu vực có thể bố trí chung một vị trí. Em hãy chỉ ra các khu vực có thể bố chung với nhau trong các khu vực sau. Đầu tiên là nơi thờ cúng. Thứ hai là nơi học tập. Thứ ba, nơi tiếp khách. Thứ tư, nơi nghỉ ngơi. Thứ năm, nơi nấu ăn. Thứ sáu, nơi tắm giặt. Thứ bảy, nơi vệ sinh. Thứ tám, nơi chăn nuôi. 9, nơi ăn uống. 10, nơi phơi quần áo. Câu hỏi này tương đối đơn giản ha, và cô đã có giảng ở slide trước. Đó, các em có thể thấy ha, các khu vực có thể bố trí chung với nhau được. Đó là nơi thờ cúng, các em có thể để ở trong nơi nghỉ ngơi cũng được, hoặc nơi tiếp khách cũng được. Đối với góc học tập, các em có thể để trong nơi nghỉ ngơi hoặc để trong nơi tiếp khách. Còn nơi tiếp khách thì các em có thể để được nơi thờ cúng trong đó hoặc nơi ăn uống ở trong đó. Nơi nấu ăn sẽ đi kèm với nơi ăn uống, nơi tắm giặt, nơi vệ sinh và nơi phơi quần áo có thể đặt gần nhau. Nơi chăn nuôi. Nơi chăn nuôi thì chúng ta sẽ được đặt riêng. Một là chúng ta sẽ đặt ở ngoài sân, hai là chúng ta có thể đặt ở những gian phòng khác ngoài ngôi nhà. Đối với nơi học tập thì các em nên hạn chế để ở nơi tiếp khách vì không không gian và xung quanh sẽ gây ồn ào cho chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khi chúng ta học. Tương tự đó thì các em hãy mô tả cho cô các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình mình. Đối với câu hỏi này thì các em trả lời vào tập và cô sẽ kiểm tra bất chợt một em học sinh nào. Bài học đến đây là kết thúc. Nhiệm vụ của các em ở nhà đó chính là học bài. Các em học cho cô phần 1 la mã, 2 la mã của bài số 1 và các em xem trước và làm các bài tập ở phần 3 la mã, 4 la mã, 5 la mã của bài số 1 từ sách giáo khoa trang 10 cho đến trang 12.
Hẹn gặp lại các em vào tiết sau của tuần sau.